Bếp từ Xiaomi C1 đẹp mắt và tiện nghi, mạnh mẽ và an toàn, tiết kiệm thời gian nấu không cần chờ đợi. Bếp có thiết kế khá gọn gàng và đẹp mắt với một màu đen sang trọng, tinh tế và sạch sẽ, dễ dàng vệ sinh lau chùi. Bếp sử dụng nút vật lý giúp người dùng cảm nhận tốt hơn thao tác bấm và không gặp tình trạng loạn cảm ứng như các bếp khác. Bề mặt bếp trang bị một lớp vi tinh thể màu đen dày tới 4mm cho khả năng chịu nhiệt độ cao lên đến 500 độ C. Bếp có công suất mạnh mẽ 2100W giúp nấu thức ăn chín nhanh hơn, tiết kiệm thời gian, nhất là khi ăn lẩu thì cực kỳ sướng, không cần phải đợi lâu. Bếp có tích hợp tới 7 mức nhiệt độ và 6 chế độ nấu cực kỳ tiện lợi và thông minh, hỗ trợ đắc lực cho người nấu. Đặc biệt là nút tạm dừng, không lo cháy thức ăn khi bạn bận làm việc khác mà không đứng trong bếp được. Sau đó chỉ cần nhấn thêm một lần nữa, bếp sẽ tiếp tục quá trình nấu trước đó, vô cùng thuận tiện. Đặc biệt hơn với chế độ hẹn giờ dài tới 4 tiếng, phù hợp cho các món ăn cần nhiều thời gian để ninh nấu. Bếp có tích hợp cảm biến nhiệt độ và hệ thống bảo vệ mạch điện, cảnh báo không có nồi, bảo vệ quá nhiệt, tự động ngắt để tránh nguy hiểm, vô cùng an toàn và an tâm khi sử dụng. Bếp từ Xiaomi C1 là người bạn đồng hành không thể thiếu trong mỗi căn bếp Việt.